Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn, hôm nay rất tự hào cho chúng em là đội viên liên đội trường trung học cơ sở Tam Quang về thăm di tích lịch sử và tìm hiểu biết thêm về phong trào cách mạng đầu tiên của huyện Hoài Nhơn và là những tổ chức đảng ra đời sớm nhất của tỉnh Bình Định. Đó là nhà truyền thống của chi bộ Cửu Lợi, xã Tam Quang Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào cách mạng ở huyện Hoài Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung, trở thành linh hồn trong phong trào đấu tranh của nhân dân trong vùng những ngày đầu có đảng. Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn, đây là nơi thành lập chi bộ Cửu Lợi năm 1930, là ngay dưới gốc cây cừa sát ven đầm nước, có tên gọi là đầm nước Lợ, sau này còn có tên gọi là chợ Cầu. Hiện nay di tích nằm ở địa phận khối phố Cửu Lợi Tây, phường Tam Quang Nam, thị xã Hoài Nhơn, cách quốc lộ số 1 về phía đông 2,5 km và trung tâm thị xã Hoài Nhơn 17 km. Do vị trí nằm ở khu vực đồng bằng ven biển và quốc lộ số 1, cho nên có thể đi đến di tích bằng các phương tiện đều thuận tiện. Đầu năm 1929, trên đất nước ta đã hình thành nên ba tổ chức cộng sản. Ở Bắc Kỳ có Đông Dương Cộng sản Đảng, Trung Kỳ thành lập An Nam Cộng sản Liên đoàn, Nam Kỳ thành lập An Nam Cộng sản. Tại Bình Định, các chiến sĩ cách mạng Trung Kiên trong tổ chức Tân Việt và thanh niên cách mạng đồng chí hội tìm cách bắt liên lạc với đảng và đã có những quyết định đáp ứng kịp thời đòi hỏi của phong trào cách mạng địa phương. Tháng 8 năm 1930, chi bộ Cửu Lợi, một chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Hoài Nhơn được thành lập. Chi bộ gồm 5 người do đồng chí Nguyễn Trăng làm bí thư. Sau khi thành lập, chi bộ đã vạch ra một chương trình hành động cụ thể, ra sức phát triển đảng viên, trước tiên chú ý lựa chọn đảng viên trong tổ chức thanh niên của nhóm, ủng hộ cộng sản qua thử thách, vô sản hóa, lập thêm nhiều chi bộ mới tiến hành lập huyện đảng bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng, lập ra các đoàn thể cách mạng như nông hội, phụ nữ giải phóng, cứu tế đỏ để tập hợp quần chúng tích cực trong nhân dân lao động, gấp rút bắt liên lạc với tổ chức đảng trong và ngoài tỉnh, phải tìm cách bắt liên lạc cho được đại diện của xứ ủy tại Đà Nẵng. Chỉ trong một thời gian ngắn, dựa vào cơ sở thanh niên trước kia và quần chúng tích cực tại Cửu Lợi, phong trào đã nhanh chóng phát triển ra các vùng chung quanh. Đến tháng 11 năm 1930, trong toàn huyện đã có gần 400 đảng viên. Về tổ chức, thời kỳ này toàn huyện Hoài Nhơn đã có 6 chi bộ mới: chi bộ Cửu Lợi, chi bộ Bình Thạnh, chi bộ Chương Hòa, chi bộ An Đỗ, chi bộ Tấn Thạnh và chi bộ Tài Lương. Sau khi bắt liên lạc được với xứ ủy Trung Kỳ và các chi bộ cộng sản trong và ngoài tỉnh, các chi bộ Cửu Lợi đã có cơ sở vững chắc ở địa phương để có thể tổ chức quần chúng rải truyền đơn, meeting kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, treo cờ búa liềm ủng hộ Xô Viết Nghệ tỉnh, kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga. Từ tháng 11 năm 1930 đến tháng 4 năm 1931, cũng như các nơi khác trong tỉnh, chi bộ bị đứt liên lạc với xứ ủy Trung Kỳ. Phong trào bị địch khủng bố ác liệt, phần lớn các đảng viên chủ chốt của chi bộ bị bắt. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, phong trào được củng cố lại thành 3 chi bộ gồm chi bộ Bắc Hoài Nhơn, Trung Hoài Nhơn và Nam Hoài Nhơn, tiếp tục chỉ đạo phong trào quần chúng trong toàn huyện. Tiêu biểu là cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp và Tây Sai chấm dứt cuộc khủng bố trắng đối với cuộc phong trào Xô Viết Nghệ tỉnh. Phong trào được quần chúng tham gia ủng hộ một cách rầm rộ và lan tỏa trên một phạm vi rộng lớn, từ Hoài Nhơn cho đến sông Cầu, Phú Yên. Tiêu biểu nhất là cuộc biểu tình vào đêm 22 rạng 23 tháng 7 năm 1931. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng, hơn 3.000 quần chúng, nhân dân, đủ mọi tầng lớp ùng ùng kéo về huyện lỵ Bồng Sơn đấu tranh, đã làm rung chuyển bộ máy chính quyền cơ sở của đế quốc Pháp, chính quyền Tây Sai tại nhiều làng xã ở Hoài Nhơn. Cuộc đấu tranh này là đỉnh cao của phong trào công nhân và nông dân Bình Định dưới sự lãnh đạo của chi bộ trong thời kỳ 1930 đến 1931. Sự ra đời của chi bộ Cửu Lợi đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào cách mạng huyện Hoài Nhơn nói riêng và nhân dân Bình Định nói chung, đã trở thành linh hồn trong phong trào đấu tranh của nhân dân Bình Định trong những ngày đầu có đảng. Cửu Lợi là niềm tự hào của nhân dân và đảng bộ Hoài Nhơn, là biểu tượng và niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của đảng ngay trong những ngày đầu khó nhất. Cửu Lợi đã và đang phát huy tác dụng tích cực trong công tác giáo dục truyền thống và hung đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau. Kính thưa quý vị, hàng tuần vào buổi lễ chào cờ sáng thứ hai, chúng em đều hát quốc ca dưới cờ tổ quốc. Hôm nay đặc biệt hơn, tự hào hơn, tập thể đội viên chúng em lại vang lên giai điệu lời ca rất hào hùng tại địa chỉ đỏ, dấu son chói lọi, cái nôi của tổ chức đảng và phong trào cách mạng của thị xã Hoài Nhơn, của tỉnh Bình Định. Giai điệu lời ca là niềm tự hào, là sự đoàn kết sức mạnh, là những bước chân, những đoàn quân rập rập của toàn dân tộc, của thế hệ này và kể cả những thế hệ nối tiếp đều giữ gìn và phát huy để bảo vệ và xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, dẻo mạnh.